别寄望你用一点热泪，一些玩具，轻轻劝句，苦心对你会下坠。原谅男儿着泪泪好另类，何妨这一天让我做送你。讲我字字不有趣，你的心碎可能怀着一句，只呼一两句，不算得上可以吻我的嘴。情话我没趣，也会想有陶醉，爱下去未理根据，但绝对畏惧。只看着你这三更半醉，听到流泪。哭是笑，哭哭哭到我受罪，如痴痴但又急急好另类，何妨这一天让我做送对。ôi bộ mưu sát hả, đóng phim bộ thê thảm lắm hả? Gì đó, tiền lương chỉ có mấy ngàn đồng thôi à, nhà này á đâu phải cần con đem tiền về ăn cơm đâu, tội gì phải cực khổ như vậy chứ. Đừng nói nữa, nói nhiều cũng vô ích. Nghĩ làm đi, làm cảnh sát cũng không có cực như em. Đừng mà, khó khăn lắm em mới thi được vào lớp đào tạo. Thời buổi khó khăn em biết kiếm việc gì để làm bây giờ chứ. Phải rồi, thời buổi này á tìm việc khó lắm. Nếu không nhờ Madame giới thiệu á, tôi cũng không tìm được việc làm này đâu. Chị đừng khách sáo mà. Thì đó, đóng phim là sở thích của em. Chị sợ đóng phim hoài, cũng chỉ đóng mấy vai cóc ké không nổi tiếng được thôi. Không đâu, em á rất đẹp và còn trẻ nữa, nhất định em sẽ nổi tiếng. Thật sao? Nè, con lớn rồi, có thế giới riêng của mình, má có nói gì cũng không nghe. Trời ơi, chị Lan, sao tay chị bầm hết vậy? Trời ơi, bầm dữ phải quá đó, à. Sao vậy? Chồng chị đánh chị nữa hả? Không phải, hồi nãy chị Lan chùi máy hút khói bị đụng trúng thôi. Trời ơi, chị Lan á, chị siêng năng dữ lắm. Yên tâm đi Madame, chồng tôi á đối xử với tôi bé Huy tốt hơn trước nhiều rồi. Dạo này á, ảnh này qua đại lục làm ăn, siêng năng lắm. Tôi thấy ảnh á, thay đổi hẳn rồi. Vậy thì tốt. Lãng tử hồi đầu vậy cũng tốt mà, trước đây cô không thưa hắn như vậy cũng xứng đáng. Em à? À, anh. Madame, bà chủ. Nè, em quay, qua đây. Hả? Em có sợ dây chuyền vàng phải không? Thanh mượn đỡ đi. Làm gì? Thằng Thu nó bị thương vô bệnh viện, bây giờ không có tiền thanh toán, anh phải cho nó mượn. Với lại đưa đây. Nè. Trong bóp còn bao nhiêu tiền, đưa cho anh hết luôn đi. Anh muốn gì đi? Mà đâu, tôi kêu vợ của tôi đưa tiền, không phải cũng phạm pháp chứ? À, là vậy, bạn của anh á vô bệnh viện nên cần tiền xài. Vậy sao, bạn của anh vô bệnh viện hả? Nè, tôi quen nhiều bác sĩ lắm, ở bệnh viện nào vậy? Coi tôi có giúp gì được cho anh không? À, Madame à, chuyện của vợ chồng tôi liên quan gì đến cô? Cảnh sát mấy cô ăn no rồi không có gì làm nên tiếp chuyện phải không? Cô cứ chỏ mũi vô hoài ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng tôi nghe. Không hồi đầu nữa với cô, anh đi thăm thằng Thu đây. Nè, nè, nói cậu Thu giữ sức khỏe đó. Chị Lan à, chị tin anh ta sao? Tin, trước giờ ảnh rất thương bạn bè. Đó, em vô đây. Gì vậy? Sao lại đưa người ta tới đây chứ? Anh nói anh có căn nhà rất lớn và đẹp lắm mà. Ê, căn nhà đang sửa chữa dơ giấy lắm. Em mới lấy phép qua đây ở khách sạn nó tiện lợi hơn nhiều mà. Ở khách sạn làm gì? Phòng này đâu phải phòng đôi đâu. Trời ơi, em không biết thôi. Gần đây trị an ở Hồng Kông không có được tốt. Biết bao nhiêu người giàu có bị bắt cóc. Cho nên anh phải làm sao cho nó đơn giản một chút. Ở mấy chỗ này không gây sự chú ý. Em không biết đâu. Người ta tới đây á là muốn hưởng thụ, mà anh lại bắt người ta ở mấy cái chỗ kỳ cục như vậy. Thôi vậy đi, nếu anh muốn em ở đây thì anh phải mua gì để bù đắp lại? Mới qua đã đòi mua đồ rồi hả? Ừ. Em còn sức để đi à? Dĩ nhiên là có sức rồi, hễ mà gặp đồ hiệu là em khoái liền à. À phải, em phải đi gội đầu nữa. Ok, anh đưa em đi gội đầu. Chờ một chút nha. Alo, cái gì? Lô hàng đó hả? Alo. Em đợi anh một lát nha, anh nói điện thoại chút. Mau lên đi đó. Ngoan ngoãn nghe. Alo, em hả? Không nhầm lẫn thôi, vì đang xuất lô hàng mà.
tìm anh có chuyện gì? À, không, em sợ anh quên nên mới nhắc anh. À, ngày mai á, họ phụ huynh ở trường Bé Quy. À, hả? Anh qua Đại Lục à? Ngày mai công việc kịp sao? Ừ, vậy em đi một mình. Anh á, qua bển làm việc vất vả quá, ráng giữ gìn sức khỏe đó. Khi anh về á, em nấu canh sẵn chờ anh nha. À, được rồi, được rồi. Bye bye. Chà, cô dịu dàng và chu đáo với chồng quá. Nhưng mà vậy, cô không sợ chú ấy qua bển để quậy hay sao? Không đâu, bây giờ á, ảnh tu tâm dưỡng tánh rồi. Em nghĩ ảnh vất vả làm việc á, cũng chỉ vì vợ con. Bây giờ á, anh bỏ hết mọi thứ hư tật xấu, thằng con cũng rất ngoan ngoãn, dạo này thành tích của nó rất tốt nha. Gia đình em á, không có gì nữa, em thấy yên lòng rồi. Vậy cũng phải, phụ nữ chúng ta vất vả làm việc vì cái gì chứ? Chỉ mong chồng tốt, con cái ngoan ngoãn là mãn nguyện rồi. À, chị Mùi à, hôm nay á, em dậy sớm có được không vậy? Dậy sớm đi đâu? À, không, em muốn đi gội đầu. Ngày mai họp phụ huynh, cho nên làm đẹp một chút. À, đúng à, tôi cũng muốn đi gội đầu. Mình đi chung đi, tôi có quen với thợ, giỏi lắm mà nghe. À, có mắt không? Trời ơi, chị Mùi này giới thiệu ai mà dám ăn mắt chứ. Đi, mình đi. Nè, em, vô đây gội đầu. Vô đây hả? Trời ơi, em mà, em chịu khó một chút đi. Em đã nói là phải đến tìm uống tóc của người nước ngoài kia mà. Anh đưa em đến chỗ gì mà tồi tệ quá đi. Đến mấy cái tiệm uống tóc đó phải đợi lâu lắm. Em chỉ gọi cái đầu thôi mà, chúng ta còn phải đi ăn cơm nữa. Em chịu khó đi nha. Ok, vô đi. Nè em à, gọi đi ha. Nè, gọi đầu. Anh à, ở gần đây có tiệm vàng bạc đá quý không? Tiệm vàng bạc, em mua gì? Dĩ nhiên là mua những hột xoàn rồi. Khó khăn lắm, em mới xin qua được Hồng Kông. Nếu không mua chiếc nhẫn hồ xoàn 4-5 ly thì đâu có mặt mũi nào gặp đánh bạc. Cái gì? 4-5 ly? Trời ơi, em không sợ bọn cướp nó chặt tay em luôn hay sao? Em không cần biết. Nếu không có nhẫn hồ xoàn thì anh đừng hòng nói chuyện với em. À, thôi được rồi. Bây giờ anh đi mua. Nè, em ngoan ngoãn ở đây chờ nghe. Chờ anh nghe. Nhớ nha, mua hộp lớn một chút. Rồi. À, chào chủ, tôi giúp được gì? Nè, anh à, nhẫn hồ xoàn rẻ nhất nhiêu tiền? Dạ, 1,000 đồng thôi. Ôi trời, mắc dữ. Có loại nào rẻ hơn không? Ờ, loại rẻ hơn cũng có, 1,000 mấy được không? Lấy ra coi. Nè, 1,000 mấy thì hột hơi nhỏ đó nghe. Nhầm nhò gì có hột xoàn là được rồi. Gói tôi chiếc này đi. Vậy được. Xin hỏi anh thanh toán bằng tiền mặt hay là thẻ? Nè, anh cần sợi dây chuyền này đi. Có dư rồi đưa tiền mặt lại cho tôi. Tính cao một chút đó nghe chưa? Hả? Vậy được. Anh chờ một chút nha. Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng cũng đẹp. Chắc là Hồng thích lắm. Tôi hay đến đây gội đầu lắm mà. Dạ, rất dạ. Xịn mà lại không mất nữa. Đi vô. Màu này ghê quá. Đổi màu khác. Chị được, để tôi đổi cho. Chị Mùi, gội đầu tôi mà trăm mấy lần à. Nè, tiệm gần chỗ em ở á, có 50 đồng mà luôn cái dầu gội nữa. Trời ơi, giá này rẻ rồi. Họ đang khuyến mãi đó. Làm đẹp là được rồi. Nè, có phải chồng cô đưa tiền chợ ít quá hay không? Không. À, mỗi tháng á, anh được cho em 1,000 mấy tiền chợ. Tính luôn tiền lương của em á, là đủ xài rồi. Chà, một tháng có 1,000 mấy, không đủ cho tôi chơi một ván mặt chưa? Nè cô hai ơi, ở đây không phải là chợ đâu. Mua cá không cần phải xen miệng vô ha. Tôi á, chỉ dạy khô mấy chị thôi. Nhìn mấy chị biết ngay là mấy bà nội trợ rồi. Có muốn được chồng nâng niu chiều chuộng không? À, muốn. Cái gì? Nè, điều quan trọng á, là từ sáng tới tối phải diện cho thi là đẹp. Là bộ nhõng nhẽo nè, nũng nịu nè. Công việc trong nhà đừng có thèm làm, nhưng mà phải nấu canh cho thiệt ngon. Ờ. Chà, cô nói y như là mình vợ bé vậy. Vợ bé cái gì chứ? Tôi và chồng tôi lấy nhau có đám cưới đàng hoàng đó. Nhẫn cưới có nè. Nhưng mà nhẫn này hơi rẻ tiền. Hồi nãy á, tôi kêu ảnh mua những hộp xoàn cho tôi, ảnh đi mua liền rồi. Chà, chồng cô thương cô thiệt á. Chịu tốn tiền cũng không thể cho là thương cô đâu, phải không? Có lẽ chồng cô đã làm gì sai trái, có tật giật mình nên mới dỗ về cô thôi. Điều quan trọng là chồng mình phải chung thủy, không có đi quậy như vậy mới được. À, mà nói thiệt nha, bây giờ chồng em tu tâm dưỡng tánh, đối xử với em rất tốt. Chồng của tôi rất chung thủy. Đối với những cô gái khác, anh không thèm đếm xỉa đến. Nếu tôi biết anh có vợ bé bên ngoài, tôi sẽ làm thịt ảnh liền.
Em ơi. Anh. Nhận đâu? Nè, em coi đẹp không? Đẹp quá. Anh An. Anh An à. Cổ. Anh đến đây làm gì? Chị là ai? Sao lại đụng vô chồng của tôi vậy? Tôi là vợ của anh mà. Còn cô là ai? Tôi mới là vợ của anh. Nè, hồi lý tên chết tiệt. Nè, chết tiệt. Trời ơi, chết cô tiệt. Cô mới là hồ lý tên đó. Cô là vợ lớn. Cô là hồ lý tên. Cô là hồ lý tên. Cô là hồ lý tên. Cô đi cơ. Sếp à, chính bà này đã đánh tôi bị bầm hết, tôi biết luật pháp đó, cho tôi đi kiểm tra vết thương đi. Sếp làm cái gì vậy hả? Vết thương, sếp coi nó cào tôi rầy hết trơn nè. Vậy chứ bà nói gì vậy? Tôi là em lãng tiếng có chuyện gì? Im lặng. Cô tới thật hay quá, chồng của cô Lan không những bao vợ bé mà còn đưa vợ bé qua Hồng Kông nữa. Cô coi nó còn dám đánh má ra nông nổi này nữa đây nè. Cái gì? Ai là vợ bé? Bà mới là hồ ly tinh, tôi là vợ lớn. Bà mới là hồ ly tinh. Cô là vợ lớn hả? Tôi mới là hồ ly tinh. Đừng gây nữa. Mà đa bà, thật ra anh nó gạt tôi. Tam Nguyên, con phải bắt giam phu giam phụ này đi. À, thì ra mấy người quen nhau, mấy người thông đồng với nhau. Sếp à, tôi phải thưa bọn họ mới được. Ở đây là sở cảnh sát, chuyện gì cũng xử theo việc công. Sư Huynh à, lập hồ sơ chưa? À, chưa lập hồ sơ, người nhà tranh chấp, hai bên cũng không có bị thương nặng. Ai nói là không bị thương, sếp coi bà mập này đánh tôi cho nông nổi này nè, sếp coi đi đâm chết luôn nè. Nè, cắm đầu bà đó, nè, nói một câu công bằng nha. Bây giờ cả hai bên đều bị thương, nếu cả hai đều ra tòa thì sẽ không có lợi gì đâu. Mà nhớ là cô đó, chị lấy giấy phép qua Hồng Kông. Nếu có chuyện gì á, cô sẽ bị đuổi về bển. Cô muốn làm lớn chuyện không? Phải rồi, bỏ qua đi em, đừng có làm lớn chuyện. Nè, bây giờ tôi nể mặt sếp này, không thưa mấy người, coi như mấy người may mắn lắm rồi đó. Có ngon thì thưa đi, thưa đi. Ui, bỏ đi mà bỏ đi, bỏ đi. Đã không? Anh An, nè Lan à, con người quá như vậy, cô còn đuổi theo làm gì? Chị Lan à, bây giờ chỉ có khóc cũng vô ích thôi. Điều quan trọng là phải giải quyết chuyện này, có phải không? Biết giải quyết làm sao bây giờ? Anh đi theo vợ bé rồi. Cách duy nhất là ly dị với anh. Ly dị à? Chị Lan à, trước đây anh đối xử tệ với chị, bây giờ lại có vợ bé nữa, cho nên suy nghĩ kỹ mà ly dị anh đi. Má ơi, con làm đúng không? Má ơi, có phải má có chuyện không vui không? Con đói bụng chưa? Má nấu cơm cho con ăn nha. Anh còn mặt mũi gì đây à? Tôi hỏi anh và cổ có quan hệ thế nào? Có gì đâu chứ, đàn ông đi tiệm thuốc vô đó là chuyện bình thường thôi. Tại sao cô phải làm lớn chuyện đến sợ cái xác luôn vậy? Bị cô làm mất mặt chưa đủ hả? Tránh ra. Anh đúng là vô lương tâm mà, những lời về anh cũng nói ra được nữa. Anh đang nói sao với tôi đây? Trời ơi, sao lấy đầu ra sức của tôi vậy hả? À, tôi đã nợ tiền của bọn cho vay lãi cao, tôi phải giúp đó. Tránh ra. Anh còn gạt tôi nữa, rõ ràng là anh muốn đưa tiền cho cổ mà. Buông ra ngay, tôi muốn đánh cô đó. Trả lại cho tôi đi, trả lại. Đánh ra. Phải đó, tôi lấy tiền cho cổ đó, tôi yêu cổ đó. Vậy thì sao? Cô hãy nhìn lại đi, nhìn cô lại đi, y như cũ kẻ khô vậy đó. Tôi thích đó, ở lại đây, còn không thích thì cút đi, tôi không giữ đâu. Ai mẹ con, mẹ nào con lấy. Má ơi, có phải bà đã bỏ máy vào con không? Bye bye. Anh đi làm nghe. Ừ. Bye bye. Bye bye. Anh à. Cái gì? Em đưa anh đi làm nha. Thật hỏi đi, đưa một lần là đủ rồi, không cần phải đưa hoài. Ừ, không chịu đâu, ở nhà buồn quá không có gì làm. Vậy thì em đi dạo mua sắm hay là làm việc nhà đi, tan sở rồi anh đi coi phim với em chịu không? Cũng được. Bye bye. Ừ. Đi nha. Bye bye, cẩn thận nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Được rồi. Em à,
anh phải làm việc, không nói với em nữa nha. Nói một lát nữa đi, hôm nay em đã đi dạo cả buổi buồn quá. Anh phải ra họp, nói đi. Còn em thì sao đi? Tìm bạn bè nói chuyện đi, hay là em đến chỗ của chú Roi chơi. Tìm ba hả? Ba là ba đêm, chị đến tối cũng không xuất hiện đâu. Vậy tìm chị Mũi đi, chị Mũi rảnh rỗi lắm. Người già với nhau, thiết lập tình cảm. Hả? Tìm chị Mũi đi. Tôi được. Bye bye. Nè, sao em muốn đi chợ với chị vậy? Bây giờ không có đi làm, ở nhà thì buồn quá, nên đi dạo với chị thôi. À, mọi việc đã có chú Xanh lo rồi, được ở nhà hưởng phước nên khoe khoang, có phải vậy không? Thú thật với chị, làm vợ của anh Xanh hạnh phúc lắm. Nè chị à, cho hai cái cải đi. À được. Ê, chị mua đi chợ với bạn hả? Không phải bạn đâu, là vợ của chú Xanh đó. Hả? Là vợ của chú Xanh? Tại đó. Vậy sau này có mùa rau nhớ ghé tôi nha. Đi. Chị Mũi à, bộ nhìn em già lắm sơ. Trời ơi, gọi sao cũng vậy. Phụ nữ nào có chồng rồi người ta cũng gọi là chị, giống như chị nè. Người ta gọi chị là chị mập vậy. Em không là chị mập đâu, em thường xuyên tập thể dục mà. Tập gì mà tập, Xanh xong rồi hắn tập. Em với chú Xanh rất thích trẻ con. Tính Xanh mấy đứa vậy hả? Xanh mấy đứa cũng được, nhưng em sợ khó nuôi thôi. Sao lại khó nuôi chứ? Người ta thường nói trời Xanh do Xanh cỏ. Đã Xanh nó ra rồi thì dần dần nó sẽ lớn khôn thôi. À, ê, còn đụng trúng người ta kìa. Chạy lung tung mà đụng trúng người ta. Xin lỗi nha. Ủa, cô Phạm. Ủa, chị Mũi, bạn của chị hả? À, vợ của chú Xanh đó. À, xin chào chị Trần. Em đó. Lúc nào cũng than là Xanh con khó nuôi. Em coi mấy đứa con của cô Phạm dễ thương ghê chưa. Con gái thì nghịch ngợm, con trai thì quậy. Hai đứa con của chị dễ thương thiệt. Không phải hai đứa đâu, ở nhà còn ba đứa nữa đó. Chồng tôi đang giữ tụi nó ở nhà đó. Chị có năm đứa con lận hả? Vậy là cực lắm rồi. Đâu có cực, con cái càng đông càng vui chứ sao. Em biết không, trước đây cô Phạm ốm nhom ốm nhách vậy à. Em coi cô Xanh xong khỏe ghê chưa. Tại vui vẻ thoải mái mà càng Xanh càng thấy vui đó. Sao hôm nay con lại đến phụ giúp ba vậy? Con thấy rảnh rỗi quá nên đến giúp ba. Không quen ăn không ngồi rồi ở nhà một mình phải không? Hả? Dạ đâu phải đâu. Ba đã nói con rồi, con thích đông vui lại thích đi chơi, không thích hợp để lấy chồng sớm đâu. Con lại không nghe lời ba. Con cảm thấy hạnh phúc lắm đó. Hạnh phúc thì đâu cần đến đây tìm ba. Sao ba coi chuyện gì cũng đen hết trơn vậy? À phải Kiều à, con có suy nghĩ là đi làm lại không vậy? Con có nghĩ đến, nhưng mà anh Xanh không thích cho lắm. Nếu con đã quyết định vì nó mà bỏ hết tất cả thì con phải ráng chịu đựng. Nếu không á, con hãy bàn bạc với nó đi. Lá bớt. Hello, mấy anh uống gì vậy? Ủa à, đúng lúc quá. Thẩm Kiều, là em hả? Lâu quá con gặp em, tưởng em mất tích rồi chứ. Em tưởng mấy anh mất tích thì có đó. Lâu quá không thấy em tìm, tụi anh tưởng là em quên tụi anh rồi chứ. Đâu phải, Sam là thầy của em, anh giúp các em vào nghề kia mà. Chuyện ảnh đoạt giải đạo diễn xuất sắc em cũng biết đó. Tại lúc đó em lo chuyện đám cưới không tìm mấy anh thôi. À phải, mấy anh uống gì cho nên em mời? Bình thường thôi. Chà, lâu rồi không được uống thoải mái như vậy. Em cũng vậy nữa, kêu thêm nha. Thôi khỏi đi. Được. Anh và Gem có hẹn Benny 8 giờ tối nay ăn cơm. Anh Benny hả? Đúng đó, anh hẹn Benny dùng cơm sẵn gì vào trường kịch bản. Đông đủ lắm, em cũng đi chung đi. Sao đây, bộ sợ ông xã không cho đi hả? Phải rồi, Thẩm Kiều mà trước đây anh quen đâu có chừng chừng như vậy. Thôi được, ngồi chơi một lát thôi nha. Uống xong rồi đi. Cảm ơn. Phó đạo diễn, bộ phim lần trước tên gì đó? Trời, quên ảnh tên gì rồi. Tôi nói với ảnh, nè, lấy món sushi ra cho đẹp mắt một chút. Xoay lưng lại, bích một cái, thì món sushi ở trên bàn rồi. Ê, có chuyện gì đây? Trời, tôi buồn chết. Mày đi không có như vậy, nếu không anh không biết nên giận hay nên cười nữa đây. Trời, ảnh mà như vậy hả, tôi giết luôn. Tôi giáo không đó. Thật tình em rất nhớ những ngày còn làm phim. Nhớ phải không? Nói gì thì nói, em có muốn đi làm để phụ giúp anh không đây? Phụ giúp? Phải đó, gần đây anh nhận được một bộ phim và một show quảng cáo. Em cũng biết đó, anh làm đạo diễn chỉ như là lo chuyện đóng phim nhiều hơn. Có gì mà chỉ đạo nghệ thuật, anh muốn tìm người phụ giúp. Nhưng mà em không biết có mất nhiều thời gian hay không? Không lâu lắm đâu. Nè, một tháng là xong liền. Để em về bằng mặt lại với ông xã nè. Chờ, sao mà do dữ quá vậy không biết. Nếu là Thẩm Kiều trước đây thì đã nhận lời rồi. Thì đó. Anh cũng nói nó trước kia rồi mà. Anh có biết là chồng em. À phải, chồng của em. Em gì em quên gọi điện. Em quên gọi điện cho anh rồi. Alo. Alo anh hả? Em đó hả? Em ở đâu vậy? Sao anh gọi cho em hoài không được? Em xin lỗi nha, điện thoại của em hết pin rồi. Em làm anh hết hồn à. Nè em, anh đã nấu cơm xong rồi, có thể về ăn được đó.
thật là ngại quá, em gặp lại mấy bạn đồng nghiệp cũ, bây giờ tụi em đang uống nước. Ờ, vậy anh đợi em về ăn cơm luôn. Cũng được, ok, bye bye. Mới ngọn lát đã muốn về rồi, tụi anh còn tập 2 nữa đó. Anh không nghe sao, ảnh đợi em về ăn cơm đó. Trời ơi, ngày nào em cũng gặp ảnh mà, có phải không? Phải rồi. Nè Kiều, em vẫn coi anh là thầy thì ở chơi với tụi anh một lát nữa được không? Lâu quá không gặp rồi. Ừ. Em về rồi à? Ăn cơm. Giờ này anh chưa ăn cơm sao? Ủa, mấy giờ rồi ta? 12 giờ mấy rồi. Chà, 12 giờ mấy rồi hả? Sao hồi nãy em nói chơi lát rồi về liền? Em xin lỗi nha, mấy bạn đồng nghiệp của em không cho em về đó. Trời, em uống rượu nhiều lắm phải không? Chút ít thôi mà. À phải anh à, anh có nhớ đạo diễn năm ngoái đoạt giải hay không? Trương Thúc Minh là thầy của em đó. Rồi sao? Anh muốn em quay quảng cáo giùm cho ảnh. Quay quảng cáo? Một tháng thôi mà, anh coi như cho em nghỉ phép một tháng. Rồi ngày nào cũng về khuya vậy đó hả? Đôi lúc thôi. Anh không cho thì em từ chối ảnh gì? Chỉ lần này thôi nghe. Anh cho em đi làm hả? Cảm ơn anh nha. Đây. Nhưng mà nghe anh nói đã. Em phải hứa với anh, tan sở rồi phải về sớm, đừng có đi chơi khuya quá, nguy hiểm lắm đó, anh sẽ lo biết chưa? Biết. Anh ơi, anh dễ thương quá. Má. Ý, sao về sớm vậy? Dạ phải. Còn thằng Phong đâu? Anh Phong chưa về, anh kêu con về nhà trước. Ờ. Chị Lan. Chị làm trời sao vậy? Trời, chị gì vậy? Hả? Chị không sao chứ? Sẽ đền tiền mà. Không sao. Ai bắt cô đền tiền chứ? Tôi hỏi cô có sao không thôi. Phải đó chị Lan, sao? Chị làm sao vậy? Y như người mất hồn vậy á. Ý trời, có phải chồng chị lại đánh chị nữa không? Không phải mà. Phải không? Hả? Có chuyện gì cứ nói với tôi. Phải đó, tụi em sẽ giúp chị mà. Không sao. Nè, anh đến đây làm gì? Chắc đến xin tiền vợ nữa rồi, phải không? Gì đây? Tôi đến tìm vợ không được sao? Bà Đam, làm ơn tránh ra giùm. Nè, có tiền không? Mới hôm trước đưa cho anh 1,000 Anh đã xài hết rồi à? Nè, nội đóng tiền này tiền nọ hết trơn rồi. Nè, hôm nay nhà đất đến thu tiền thuế. Thôi đừng hỏi nhiều nữa, tiền lãnh lương trả lại cho em. Mau lấy ra đi. Chị Lan. Trời ơi, mau chút đi, đi đóng tiền nhà chứ. Anh không phải người ấy nghe. Nè Lan, cô tin hắn đem tiền đi đóng thuế đất sao? Thì đó, chắc chắn là đem cho vợ bé rồi còn gì. Tôi biết chứ. Chị biết sao còn đưa tiền cho hắn chứ? Anh là ba của bé Quy, giờ cũng là chồng của tôi mà. Chị ngồi xuống đi. Thật ra chị có suy nghĩ hay không vậy? Hắn có coi chị là vợ, có bé Quy là con của hắn hay không? Phận đàn bà, lấy chồng tốt có thì nhờ, lấy chồng xấu thì cũng phải chấp nhận số mạng. Tôi mong một ngày nào đó anh thật sự sửa đổi, chơi chán rồi sẽ quay trở về mà. Anh thiếu anh bao nhiêu tiền? Bộ mấy trăm ngàn sao? Làm gì đòi dữ vậy? Không phải tôi muốn đòi đâu. Nếu như không có tiền trả thì tôi sẽ cho người khác thuê. Ai nói là tôi không có tiền? Rem Hồng. Anh à, sao anh tới trễ như vậy? Trời ơi, anh phải đi lấy tiền mà. Anh mau trả tiền cho ổng đi, phiền phước thiệt á. Nè, tiền thuê phòng đó. Nè anh Trần, tiền cọc của anh nó trừ hết rồi. Nếu muốn ở tiếp á, phải đưa thêm 1,000. Có phải không đây? Gì đưa thêm 1,000 nữa? Nè đây là quy tắc mà. Thôi phiền phức quá, không ở nữa. Chúng ta đi anh khác. Hả? Dọn đi nữa, vậy em ở đâu đi? Đến nhà của anh. Hả? Nhà của anh? Ừ. Có phải không đi? Em không ở được. Trời ơi, ở đây ngày nào cũng phải đóng tiền thuê phòng, xài tiền như là xài nước vậy. Dù sao ở nhà cũng là nhà của mình, tiện lợi hơn nhiều mà em. Anh điên quá đi. Sao lại bắt em ở nhà của anh? Anh đó, anh gặp em là ông chủ lớn ở Hồng Kông. Vụ đó em còn chưa tính với anh đó.
còn bắt em ở nhà anh. Ngày nào cũng nhìn mặt mụ ta em chịu không có được đâu. Trời ơi, ban ngày bà đi làm tới tối mệt bà mới về, em cũng đi ngủ rồi, hiếm có cơ hội gặp bà lắm. Hơn nữa tiết kiệm được tiền thuê phòng, có thể mua được nhiều đồ đẹp hơn. Nè, em mau thu dọn đồ đạc, chúng ta đi mua sắm. Ok. Nè, cô vô rửa tay rửa mặt thay đồ đi. Dạ. Yeah. Còn học bài nữa. Ủa, nè, cô dậy đi, cô là ai vậy? Bà làm cái gì mà la lối âm sầm? Cô thấy tôi đang ngủ hả? Tại sao cô ở đây? Tại sao tôi lại không ở đây? Anh An kêu tôi ở đây thì tôi ở đây thôi. Bà ra ngoài đi. Ra đi. Nè, nè. Trời ơi, cái gì vậy? La lối âm sầm vậy? Trong toilet cũng nghe tiếng cô nữa là sao? Tại sao? Tại sao cô lại? Tại sao gì? Hai tuần nay Hồng sẽ tạm thời ở đây. Vậy còn tôi? Sao gì sao? Cô ngủ với bé Huy chứ gì nữa? Như vậy sao được chứ? Cái gì không được? Tôi nói được là được. Nè, cô đừng có chọc tức tôi nghe. Đi chợ chưa? Tối nay Hồng chưa ăn cơm đó. Chị Nga. À, tiền đường ghi vô tên anh coi sao? À. Tôi nghĩ đâu? Ờ, à, đi đến ngân hàng chuyển tiền. Nè, anh nói với nó chưa vậy? Chưa nói phải không? Mấy chuyện này tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Đâu có gì mà có nói. Chuyện này do anh bày ra, anh phải giải quyết mới được. Trời ơi, thiệt tình là tôi á. Tôi cái gì? Tôi. Nếu anh không đối xử tốt với nó thì nó đâu có hiểu lầm anh chứ. Này không phải đâu, tôi. Tôi cảnh cáo anh nha. Tứ Hỷ là một cô gái tốt. Anh không nói rõ với nó, cứ để nó yêu đơn phương hoài á. Lỡ có chuyện gì, không những tôi cùng tay cho anh, mà cả nhà nó cũng cùng tay cho anh đâu. Được rồi. Tôi sẽ nói mà Madame. Anh Chiếc, anh Chiếc. Nói tôi à? À, Tư Hỷ. À, Tư Hỷ. Chị Nga, sao chị tới đây chị? À, chị đi chợ. Nga qua đây, cho nên vui tâm em. Chị về nấu cơm nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. À, phải anh Chiếc. Hả? Sao gần đây chị Nga cứ tới đây hoài vậy? À không, chỉ đi chợ ngang qua nên ghé vô thăm chúng ta thôi. À phải Tư Hỷ. Anh có anh có công chuyện phải ra ngoài lát. Em dọn dẹp đồ đạc xong rồi đi về ha. Cả hai đều có vẻ kỳ lạ quá. Chị sao vậy chị ba? Đâu có gì. Chị và anh Chiếu sao rồi? Chị cũng không biết là sao nữa. Thật ra anh Chiếu có biết chị yêu anh hay không chứ? Chị không biết có nên nói cho anh biết hay không. Tại sao vậy? Gần đây á, chị Nga đến hãng taxi tìm anh hoài à. Chị thấy anh và chị Nga có vẻ kỳ lạ lắm. Không lẽ chị Nga và anh Chiếu có gì hay sao chứ? Chị cũng không biết. Giống như là phải mà cũng giống như là không phải. Trời, chị cảm thấy phiền phức quá đi. Em nói thật nha, nếu nói về tuổi tác, anh và chị Nga xứng đôi hơn. Không phải vậy chứ. Cả em cũng thấy họ xứng đôi hả? Em chỉ nói tuổi tác thôi mà. Khổ quá, biết làm sao đi. Không được, chị không thể dễ dàng bỏ cuộc đâu. Chị tính làm gì vậy? Chị tính bữa nào có cơ hội gợi ý ảnh, coi ảnh sao rồi nói rõ với anh. À, Tư Hỷ, anh có chuyện muốn nói với em. Gì vậy? À, anh muốn nhờ anh muốn nhờ em đến ngân hàng gửi số tiền này. Chỉ có vậy thôi hả? Phải, không có gì làm nữa đâu. Gửi tiền xong là em về. Dạ. À, phải anh Chiếu à, văn bản này em làm xong rồi, anh ký tên vào đi. À, à phải, bây giờ em đi gửi tiền giùm cho anh nha. Văn bản này cần gấp lắm đó. Anh ký tên liền nha. 7:30 tối nay gặp. 7:30 tối nay gặp đó. 7:30 tối nay gặp. Hả? Ủa, chị Nga. Chiếu, chị về đi. À, thôi khỏi, tôi đến cầu cứu chị nè. Cầu cứu à? Phải đó.
Làm ơn cho gói bắp rang và ly cam nhé. Cô đợi một lát nha. Tớ Thị. Ý, anh Chiêu. Tớ Thị. Chị Nga. À, lúc nãy đóng cửa gặp chị Nga. Thì ra chị thích coi bộ phim này lắm, nên anh rủ chị đi coi luôn. Em không ngại đâu ha. À, không có gì đâu ha. Dạ, không có gì. Nhưng tụi em đã mua vé rồi, em nghĩ chị phải ngồi một mình đó. À, ngồi một mình. Thôi khỏi, anh có vé mà. Nè, hai chị em ngồi chung đi, anh mua thêm vé là được rồi. Đứng đây đợi tôi nha. Nè, anh Chiêu. À, được rồi, kệ ảnh đi. Đàn ông con trai á, ngồi một mình đâu có sao. Còn mình á thì sợ mấy thằng du côn chọc ghẹo. Ha, phim này hay lắm á. Không biết nữa. Nhà phải, bộ phim này hay quá ha. Theo tôi á, coi được thôi. Nhất là cảnh á, cô gái tự tử đó. Tôi cảm thấy dài hơn người ta không à. Phải đó, phải đó. Giới trẻ bây giờ thật là dại dột. Hơn chút là tự tử vì tình. Chắc là coi mấy bộ phim này nhiều quá. Không phải làm đâu vậy. Em cảm thấy cô gái đó làm đúng lắm. Cái gì? Hả? Nè, là em cũng làm vậy thôi. Trước khi cô chết, cô có nói chỉ có cái chết mới có thể khiến người mà cô yêu mãi mãi nhớ tới cô thôi mà. Ê, nè, nói đi. Anh có biết không, đây mới là tình yêu chân thật đó. À, Tư Hỷ, anh... Gì vậy? À, anh muốn đi toilet chút. À, anh đi toilet à? Tôi nhịn nãy giờ rồi. Chú... anh kỳ thiệt á, đi toilet hoài à? Thỷ à? Đừng trách chị nhiều chuyện nha. Chị muốn hỏi em chuyện này. Chuyện gì? Có phải em yêu Dương Quang Chiếu không vậy? Phải thì sao, không phải thì sao? Phải thì được rồi. Ý, không phải. Ý chị là em đừng có trách chị nhiều chuyện nha. Chị cảm thấy em và anh Chiếu không có xứng cho lắm. Con người của ảnh vừa thô lỗ vừa xình xoàng. Với lại ảnh không phải người đàn ông gương mẫu đâu. Ảnh từng có vợ và từng ngồi tù nữa. Hơn nữa tuổi của em và ảnh thì... Nè chị hả? Có liên quan gì tới chị đâu. Với lại chị đừng nói xấu anh Chiếu nữa có được hay không? Không phải là chị nói xấu ảnh. Thực ra ý của chị là... Chị có ý gì chứ? Em yêu ảnh thì có sao đâu. Có mắc mớ gì tới chị đâu. Em có xứng với ảnh hay không cũng đâu mắc mớ tới chị. Chưa hết đâu. Gần đây ở hãng taxi cũng gặp chị. Đi coi phim cũng gặp chị. Làm gì cũng gặp chị hết. Chị có biết phim đúng không? Nè. Em đừng kích động quá. Chị quan tâm em thôi. Em đâu cần chị quan tâm chứ. Em từ tuổi này em biết lo liệu cho mình mà. Chị quan tâm tới bản thân của mình đi có được không? Nếu chị giỏi như vậy, sau ngày đám cưới chị lại bỏ trốn chứ. Sao em lại có thể nói như vậy? Không phải. Chị Nga làm gì là muốn tốt cho em thôi. Nếu em muốn chửi thì chửi anh đi. Chính anh kêu chị Nga nói với em đó. Thưa Hỷ, anh không biết trước đây anh đã làm gì để cho em phải hiểu lầm. Nếu có anh xin lỗi em. Anh anh đừng nói nữa, tôi căm ghét anh lắm. Thưa Hỷ. Chị Nga, phải làm sao đi? Anh kỳ thiệt á, anh nói sự thật trong một lúc. Làm sao mà nói chấp nhận nổi. Tôi không biết phải nói sao, nên lẽ miệng nói hết ra thôi. Để chú nó yên tĩnh đi. Nói rồi còn hơn là không nói. Anh lời của nó à? Hồi nãy chị cũng thấy vẻ mặt của nó rồi. Tôi chỉ sợ nó nghĩ bậy bạ rồi lắm. Yên tâm đi, trẻ con mà, ngủ một giấc sẽ không có gì. Cũng mong là như vậy. Trời, con đã tập mấy giờ rồi? Làm má qua cả mắt luôn à. Con có biết làm hay không vậy? Con tập nãy giờ rồi, mà mấy cái cơ bản nhất cũng không làm được đó. Má thiệt không hiểu con á. Con chỉ quay quảng cáo nước ngọt thôi mà. Uống nước ngọt và chơi thứ này có liên quan gì đến nhau đâu chứ. Má, tại má không hiểu thôi. Má biết không, đạo diễn nói với con, trong quảng cáo này có một cảnh quay tụi con phải chơi cái này nè. Nếu như con chơi không khéo thì sẽ không có hiệu quả tốt đâu. Mày bà không. Ủa, Tứ Hỷ, con về rồi hả? Trong bếp có canh á. Má, chị ba làm sao vậy? Nó coi má không ra gì hết. Con vô coi chị nha. Chị Tứ ba à? Mở cửa Tứ đi. Tứ Hỷ, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Con không sao. Má đừng làm phiền con nữa. Trời ơi, sáng nay không thấy đến. Không biết đi đâu nữa. Này không ổn rồi. Có khi nào nó làm chuyện dại dột không? Trời ơi, đừng có nói bậy bạ. Có lẽ sáng nay nó có công chuyện. Hay là gì? Để tôi tới hỏi chị muội nha. Cũng được. Nè, có gì chị báo cho tôi biết liền nha. Được rồi. Vậy đi, bye bye. Không biết đi đâu nữa, thiệt tình. Tứ Hỷ, sáng nay em đi đâu vậy? Em làm anh hết hồn à. Anh
Dương à, em không làm nữa đâu. Em không làm. Phải đó, em đến đưa đơn xin nghỉ việc cho anh. Thứ Hỷ, em đừng vậy mà, có chuyện gì thủng thẳng nói có được không? Bộ anh cảm thấy em còn có chuyện nói với anh hay sao chứ? Thứ Hỷ, anh muốn gì nữa đi? Em đem Thang đi đâu vậy? Hình như em đâu còn là nhân viên của anh, chỉ có em có mất mối gì tới anh đâu. Thứ Hỷ à, như vậy anh rất lo cho em. Em không hiểu anh lo cho em vì cái gì. Anh đâu có yêu em. Anh làm ơn đi, sau này chỉ có em, anh đừng xếp vô nữa, ok? Cho anh xin lỗi đi có được không? Không cần được, không cần phải xin lỗi em được. Dương Quang Chiếu, em nói cho anh biết, suốt đời này anh sẽ hối hận. Tôi hỷ. Trời ơi, chuyện có gì đâu chứ, sao lại đòi nghỉ việc? Một thiếu nữ bị thất tình, đến nhà nghỉ nhóm Thang để tự sát. Không phải vậy chứ? À, chị Bụi. Tôi hỷ đâu? Nó không có đây à? Đâu có tới đây. Sáng sớm nó ra khỏi nhà rồi. Nó đã đến tầm bồi tủ ở Tây Cung cắm trại. Chị cũng không hiểu, không phải ngày nghỉ sao nó lại đi cắm trại. Tìm nó có chuyện hả? Không. Sáng nay nó không đi làm, lại không xin nghỉ, cho nên ông chủ nó gọi điện cho em. Sợ nó có chuyện gì nên sẵn đường em tới đây coi nó có bệnh không. Trời ơi, con nhỏ này đi chơi mà quên xin nghỉ luôn vậy à. Em nói với ông chủ giùm là nó xin nghỉ 2 ngày nha. Dạ được, 2 ngày phải không? Cảm ơn chị, em đi không nha. Có chi. Ê nè, đợi chút. Bây giờ chị sực nhớ, tối hôm qua nó vừa về đến nhà là chui vô trong phòng liền à. Với lại sáng sớm khi nó ra khỏi nhà đó, nó kêu chị giữ gìn sức khỏe. Có phải là có gì không ổn hay không? Tứ Hỷ có gặp chuyện gì hay không? Không đâu. Tứ Hỷ hoạt bát lắm. Hơn nữa với trẻ bây giờ thích đi chơi mà, không báo trước đâu. Không có gì đâu mà. Không sao. Không báo trước. Phải đó. Không lẽ là thứ đó sao? Alo. Alo chị Nga, sao điện thoại chị mất tín hiệu hoài vậy? Trời ơi, tôi vẫn mở máy suốt mà, sao không gọi được? Thôi đừng nói nhiều nữa, vừa rồi Tứ Hỷ có đến, nhưng bây giờ nó đi đâu rồi, tôi sợ nó có chuyện. Yên tâm đi, tôi biết nó ở đâu rồi. Tâm Bùi Tử ở Tây Cung, chị có nghe lầm không vậy? Không, chị Mùi nói là Tâm Bùi Tử. Vậy thì chết rồi, ở đó nhiều nhà nghỉ lắm, chỉ sợ khi tìm được Tứ Hỷ thì nó đã... Nè, nó bậy quá à. Anh đừng căng thẳng quá, tôi nghĩ Tứ Hỷ không phải là người tự tử vì tình. Tối qua nó đã nói chỉ có cái chết mới khiến người mình yêu mãi mãi nhớ đến mình. Không phải nó nói, mà là nữ diễn chính trong phim mà. Đành là vậy, nhưng mà hồi nãy nó nói với tôi là suốt đời này anh sẽ hối hận. Nếu nó không phải đi tự tử, vậy nó đem Thang theo làm gì? Thì nướng đồ ăn. Trời, nghe anh nói tôi cũng sợ lây luôn đó. Làm như nghiêm trọng lắm vậy. Nếu là nướng đồ ăn thì tốt rồi, tôi không sợ nhất dạng chỉ sợ dạng nhất thôi. Tôi đừng nói nữa, lo lấy xe kìa. Sao không cháy vậy? Nhóm hoài cũng không được. Chết rồi, sao mọi người vẫn chưa tới? Mình ngu thiệt đó, vậy mà cũng không biết nữa. Vậy là được rồi. Vậy thì được. Madame à, cô gái mà cô cần tìm ở trong căn nhà phía trước kìa. Tôi đưa cô đi. Cảm ơn nhiều. Ý, cháy rồi. Lấy ra đã. Madame à, ở đây nè. Đây à? Dạ phải. Dạ, có mùi trang, ngửi được không? Hãy đó, mau lên đi. Nè, mau lên. Tôi hỷ. Trời ơi, tôi hỷ, sao em lại thiệt hả? Nè, trời ơi, có là nó kẹp bắt em không sao chứ? Đâu có gì đâu. Tôi sao không hả? Đâu có gì. Sao em lại dạy dục đi tự tử? Tự tử cái gì chứ? Em tự tử gì đâu? Em còn dám nói là không tự tử. Em nhốt mình trong bếp rồi nhóm Thang lên để chết ngộp, vậy không phải là tự tử hay sao chứ? Em đến đây để nướng đồ ăn, em nhóm hoài nhưng Thang cũng không cháy, nên em vô bếp để nhóm thôi mà, đâu có gì đâu. Nướng đồ ăn à? Một mình em tới đây nướng đồ ăn à? Phải đó. Trời ơi, nướng đồ ăn mà đi một mình buồn vậy sao? Bạn của em đang tới đó. Nè, rõ ràng sáng nay em đã nói với anh là suốt đời này anh sẽ hối hận mà. Phải đó. Anh thử nghĩ coi, cô gái tốt như em mà anh cũng không chịu, nhất định là anh sẽ phải hối hận rồi. Nè, anh tưởng là em tự tử vì anh đó hả? Nè, tối qua em đã nói nếu em là nữ vai chánh thì nhất định em sẽ tự tử. Em sẽ làm vậy đó. Thì đó. Nhưng anh thì không phải là nam vai chánh đâu. Tứ Hỷ. Nè, có phải không đây, giờ này mới đến, đã hẹn mấy giờ vậy? Chẳng nửa tiếng thôi mà. Vậy mà cho là... Anh hai chị Hỷ cũng tới chơi hả? Không phải hả? Không phải. Tôi là chị họ, anh là anh họ. Đừng nói nữa, nhóm lửa chùm đi, còn nhiều thứ chưa làm đó.
À phải, chị Nga chị tự lo liệu nha. Nè đợi với. Kiếm chuyện làm không à? Cười gì vậy? Cười nhiều quá chết vì cười đó. Đâu có, đâu có vậy chết vì cười. Nhưng mà thiệt tình tôi mắc cười lắm. Cứ tưởng mình là nam dây chanh. Cười đã gì vậy? Nhưng mà nói thiệt nha, anh tốt bụng thiệt á. Cứ tưởng tư ý có chuyện cho nên mới bị quê như vậy thôi. Tất nhiên rồi, à, mạng người rất quan trọng. Nếu là chị cũng sợ đó. Không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất thôi. Bởi vậy mới nói là anh tốt bụng. Nhưng mà trong cái tốt á, lại hơi khờ khạo chút. Ê, nè, tôi có nói gì sai đâu, cứ kẹo tôi nha. Nè, chuyện gì vậy? Hết xăng rồi. Hết xăng? Anh lấy taxi mà hết xăng cũng biết à? Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng hồi nãy nóng lòng đi tìm tới Hỷ nên tôi quên đổ. Trời ơi, vậy phải làm sao? Chỗ này là chỗ quan vắng đó. Không có gì đâu, gọi điện kêu người đến giúp. Nè, uống miếng nước đi, họ đang đến. Cảm ơn. Nè, có chuyện này tôi muốn hỏi chị lâu rồi. Nói đi. Tại sao chị lại làm nghề này? Anh cứ cười tôi không? Không cười á, tôi mới nói cho anh biết. Không cười, có gì đâu cười. Ừ, tôi được. Năm tôi tốt nghiệp á, trên TV á, có chiếu bộ phim Sư Tỷ Đi Tuần. Trong phim á, là do Trịnh Đạo, thần tượng của tôi, đóng vai chánh đó. Khi cổ mặc đồng phục quá rất là quai nha, cho nên tôi mới quyết định thi vào ngành cảnh sát. Chỉ đơn giản vậy sao? Đương nhiên á, không chỉ như vậy, làm cảnh sát á có lương cao, phúc lợi tốt. Chị nói cũng phải. Tôi còn nhớ á, ngày tôi thi thể lực á, tôi vừa hát bài chủ đề vừa thi để động viên mình đó. Ha, không ngờ tôi lại vượt qua được. Dâng hiến trái tim phải không? Dâng hiến trái tim của ta, dâng hiến trái tim của ta để tìm được tình thương chân thật ở trên đời. Không ngờ người quậy như anh cũng theo dõi TV ha. Tôi thích coi TV lắm. Thật à? Mỗi khi tới giờ phát là tôi chạy về nhà coi TV. Nè, phim đó tên là gì hả? Trên đường thành công. Hay lắm, nhanh và chính xác nữa ha. Anh cũng giống như tôi, đều là dân mê coi TV ha. Thật tình tôi thích coi TV. Bộ phim đó, có thể nói là bộ phim đầu tiên tôi coi khi tôi hiểu biết chuyện đó. Vậy? Thôi còn đi học á, tôi đã lấy bài hát chủ đề để tham dự cuộc thi đọc văn. Và tôi đã đoạt giải nhất rồi. Nói vậy sao? Chứ sao đọc nữa? Đọc như vậy chứ không? Gặp bao gian nan cũng không lùi bước, ai có cười có chê cũng mặc kệ. Vượt qua bao chặng đường ta cũng không thấy mệt mỏi, ai cũng dũng cảm tiến lên, không rơi một giọt nước mắt nào hết. Mộng